chắc trong lòng quá. Mà ngồi đó đi, mà làm cái gì? Nó xịt rừng mất, cứ ngồi đó đi, nó đừng có làm. Phèn tan 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 tan. Chào các bạn. Sao quay cái thằng? Con xin bao cái gì? Trời ơi, nó nóng mà. Nó nóng ngược ngược. Hai cái củ này sao nó bự dữ vậy ta? Chào các bạn. Bà ngoại đang ngồi phía sau. Hôm nay bé Két lái xe. Bà Linh thì hôm nay bà đi về nhà chị của bà, có tiệc tùng gì đó. Bà Linh bà đi rồi, không có bà Linh. Tính là tưởng mà bà Linh bà đây á, thì mình nhờ bà Linh đi với mình phụ giùm. Mà bây giờ không có bà Linh cũng vẫn bà đi đúng ngày. Sợ bà Linh bà khôn ghê các bạn. Bà đi đúng ngày mình cần luôn á. Má ha, Linh bà hên má ha. Chứ không thôi bà bị đi theo phụ rồi. Rồi là chuyện làn giày à, chị Thao nói á, là nguyên cái container đồ của chị Thao là ngày mai mới về tới. Nhưng mà tự nhiên hôm nay bất ngờ chị gọi chị nói trời ơi đồ về tới rồi, nguyên một container luôn mà xa lắm. Nó đậu xe với một cái nhà đó phải không? Mà nó không có đậu gần ngay cái nhà mình, mà nó đậu xa cái nhà mình. Tại vì mấy cái chỗ đậu xe nó phải đậu cho đúng chỗ, cho nên là bây giờ khiêng đồ vô nhà rất là xa. Tám có nhờ một cái người đến phụ rồi, người đàn ông tới phụ rồi. Rồi bây giờ Tám chở ở ngoài bé Két tới coi coi phụ được cái gì phụ, chứ bà ngoại gì đâu phụ được cái gì. Thì bà ngoại có đem đồ ăn này kia, bữa đó ăn theo cho Thao. Lỡ mà có làm việc đói bụng, tại bà ngoại nấu đồ ăn nhà sẵn, đợi là trưa nay chị Thao tới ăn. Cuối cùng cái gì mắc đồ về ở nhà Thao rồi, sao mà qua để ăn được. Làm chắc cả ngày này không xong á. Cho nên là má nấu gì má? Nấu mì Quỳnh Thánh. Ồ, má nói nấu mì Quỳnh Thánh mà à muối cho đó. À muối tặng Quỳnh Thánh của à muối. Rồi giờ mình mua mì về, mình nấu mì với Hoành Thánh của A Muối với lại xương hả má? Má hầm nó trơn rồi, thấy má hầm nguyên nồi xương luôn. Cuối cùng bây giờ bà Thao không qua được, bây giờ phải đem qua, nhưng mà không có đem Hoành Thánh qua được hả má ha? Mình đem mấy cái đồ ăn hồi sáng có người đem tới cho là cháo gì ta? Cháo đó là ta cháo gì má? Gì mà có cái cọc á, giờ chốt quẩy rồi bánh ú này kia, bạn đem tới cho xong rồi bây giờ đem theo để cho Thao đói, thì ai làm việc mà đói bụng thì ăn đỡ thôi, xong rồi làm việc xong rồi chiều về nhà ăn Hoành Thánh của má nấu đó. Má coi như là má thích cái mặc cái áo này lắm, các bạn có để ý không, lúc nào cũng thấy má mặc cái áo này. Tại vì má nói má thích mặc cái áo này, thì cái áo này má mặc má thấy ấm trong người. Với lại ở trong là má có mặc cái áo gì ở trong á, mà áo ở trong á thì thay đổi, mà áo ở ngoài là má cứ mặc cái áo ở ngoài. Má thích cái áo này hả má? Mấy áo kia má không có ấm hả? Áo kia nó rộng quá, nó rộng quá, nó không có bói vô cái người của má hả? Nó thòng thành lòng thòng á hả? Lòng thòng hả? Trời ơi, hồi sáng này nè, đây xe này của mấy Két nha, cái đồ xích beo của nó cũng bọc cái gì, hình con gì á Két? Con gấu. Hình con gấu. Thì mấy Két nó đang lái chở lên ở vai á các bạn. Thì lên, nói chung là lên nó phụ thì không biết phụ được cái gì, tại vì mình đâu có sức lực đâu mà mình phụ khiêng những cái đồ vô. Nhưng mà cái mấy cái lặt vặt cũng đỡ lắm, mỗi người tay cũng đỡ. Ở bên nhà chú Hiệp hàng xóm á, có một cái đồ đẩy á, cái xe đẩy á, nhưng mà cái xe đó nó cao quá đâu có chở đi theo được, cho nên má lấy cái xe đẩy mà nó có cái rổ má lấy theo. Má lấy cái xe có cái rổ má lấy theo để có đẩy.
là mình khiêng bỏ hết mấy cái lặt vặt vô trong đó rồi mình đẩy vô nhà. Bán rồi tấm tính đi ra Costco tấm mua một cái xe đẩy có 20 đồng, mà nghe nói vậy đó, cái xe mà để đẩy giống như là đẩy hàng á. Tấm tính mua cái đó để tấm làm để thiên hàng luôn, làm hàng luôn, bỏ hàng vô đẩy vô điện. Thì đó, sao ta đang nói gì quên. Để đẩy đi làm thì nhưng mà chưa có mua được. Chưa có mua được cái đó. Như là không phải chưa có mua được mà quên hoài à. Cái tính hồi nãy là tính đi mua rồi đem tới nhà thao cái gì cần thì đẩy luôn, nhưng mà má nó có cái xe của chú rồi. Tới rồi. Két, bé Két nó đang đi đậu xe. Cái container nè. Ủa cái container này nó cũng nhỏ, không có bự thao ha. Container này nó cũng nhỏ ha. Nó không cho vô trong. Nè đây. Đồ đạc nhà cũng ít quá à, đâu có nhiều thao ha. Ông Canh chưa đến. Tới ông đang đi. Tới á. Ừ, phải có nhiều người thao thao coi giùm á, cái xe. Cái xe kéo. Cái này kéo cũng tiện quá ha. Đỡ. Đỡ. Nãy đang quay có điện thoại gọi vô phải nói chuyện chặt mới quay tiếp nè các bạn. Nè. Cái xe này đẩy nè, tám đem tới nè. Mượn của cái chú hàng xóm nè. Ôi, thấy dọn nhà thấy quải cách ha. Ha. Mệt ghê luôn nè. Mấy cái đồ lặt vặt. Đồ cũng ít đó chứ đâu có nhiều lắm đâu. Đồ cũng ít à. Đó bây giờ từ đây nè, từ cái container này nè. Container này nè là đẩy vô trong. Con đứng nó coi chừng nha. Nhưng mà chắc không ai lấy đâu sợ. Nè bây giờ tắm đi vô cái vô trong cái nhà coi coi được bao xa nha. Cho các bạn coi coi nó bao xa nha. Ủa nhà nào ta? Bên này đúng rồi. Trời ơi, kiếm nhà ông ra. Giờ mới vô được. U máy lạnh đã quá. Rồi. Cái gì vậy thấy? Thi mừng. Sao? Cái clip của Thi được 2.400 người view. Ủa vậy hả? 2.400 luôn á. À. Nhưng mà mới 200 subscriber mà 2.400. Ờ vậy là nhiều rồi. Ok rồi các bạn nhớ sập cho Thi nha. Thao nói đi. Thao nói các bạn sập cho Thi đi. Cam Thi Family nha. Để Tám bỏ cái link của Cam Thi Family ở dưới cho các bạn vô sập giùm Cam Thi nha. Cam Thi là em của Cam Thơ. Két là két khiên đồ vô. Không không sao đâu. Khiên vô được nhiêu đây rồi. Má ngồi má ngồi sướng ra, má sướng ha, có cái ghế ngồi sẵn. Cho đèn luôn nè. Ừ, đờn hát bài đi má, lấy tinh thần để dọn nhà má ơi. Thôi vô ăn đi, có đồ ăn đem qua rồi vô ăn rồi làm tiếp. Con cầm con. Anh ra anh. Ly hả? Ờ. Két vô đi con, két vô đi ăn uống đi rồi làm tiếp. Chắc đem đồ cái gì không cần thiết ra ngoài sân này nè Thao, để nè. Sân này bự quá trời nữa nè. Lấy cái gì để mình trùm lại. Ờ, nó có hiên nè. Ừ, đó, đúng rồi.
chứ nhà nhiều có phòng khách tôi bỏ đỏ bỏ đồ sao mà bây giờ mình đi ra mình coi dọn nhà như thế nào các bạn. Tám mang đôi dép nè các bạn. Đôi dép bự tà bá của ai ở trong nhà. Tám mang đó, bây giờ có một cái anh nè, anh tới Tám nhờ cái anh này, anh tới anh phụ giùm nè. Đó, phải có một người đàn ông nữa mới được, chứ mình anh Thiện làm không nổi đâu. À, anh hạnh phụ nè, anh đẩy đồ vô nè. Ở Việt Nam sướng lắm, có nguyên một cái đội mà đội ngũ mà dọn nhà. Hồi đó Tắm dọn nhà hoài gì. Rồi mỗi lần mua nhà mới á, xong dọn là cái kêu cái anh đó nguyên một cái xe tới mấy người luôn, khiêng đồ khiêng đạt ra rồi làm cho mình hết. Mình không có làm gì hết á, mình chỉ dọn dẹp mấy cái đồ cá nhân của mình này kia bỏ vô thùng là xong. À, đây là cái kho nè, kho của nhà Thiện nè. Đó, cái thùng cái container nhỏ xíu à, không có nhiều đâu, nó có bự đâu. Tắm tưởng tượng cái container mà giống như cái xe tải á, bự tà bá đó, nhưng mà cái này không phải, thì nó cũng nhỏ. Đây là cái kho của mình đó hả anh Thiện, cũng bự á. À, cái gara chứ không phải cái kho. Đổ xe nó cho mình đổ đủ đít à. Mình phải đổ được chiếc xe chứ mình không có được đựng đồ hết hả? Đựng đồ hết thì mình nó cho mình có hai một chỗ đây với chỗ ngoài. Có hai chỗ sẽ đậu xe thôi. Ờ. Chỗ đây chỗ ngoài mình đó. Trời ơi. Phải đậu trong một chiếc đông. Vậy còn ít hơn cái nhà của em nữa ha. Nhà của em còn đậu được 4 chiếc. Trời ơi, ở đây đậu được có 2 chiếc à. Rồi lỡ nhà mình 3 người rồi sao ba cái xe rồi sao ta? Cái đó không biết nữa, chắc phải lên hỏi nó. Trời anh Thiện à. Mệt, mồ hôi một kê đổ. Xong ngày hôm nay không? Chắc không xong đâu anh Thiện ha. Anh nghĩ rồi, nếu có anh đó thì chắc xong á. Ồ, chắc cái anh này, có anh này nữa là xong ha. Đúng rồi, có hai người đỡ lắm anh Thiện hả? Ráng đi, ráng cho xong bữa nay cho nó khỏe. Cái container đậu được 5 ngày nữa. À, vậy hả? Ồ, thì ra là nó... Ồ, em tưởng là phải làm xong trong ngày hôm nay. À, cái container đó mình đậu được 5 ngày luôn. À, mình đi từ từ vô, đúng rồi. Nếu mà làm sớm thì nghỉ sớm. Dạ. Ờ, được 5 ngày lận. Giống như nếu mà không có cái anh này phụ thì có mình anh Thiện là phải làm từ từ mỗi ngày là ok ha. Ừ, vậy cũng 5 ngày cũng ok. Nhưng mà có anh này thì nhanh hơn. Cái xe đẩy đó là của anh Thiện á hả? Đúng rồi, em tính mua cái xe đó đó anh Thiện. Tiện lắm, chỗ này sáng mới mua. Ủa sáng mới mua đó hả? Ủa sao cái này ngổ vậy? Cái này mua đâu vậy? Ở Home Depot á. À, Home Depot. Mấy đồng, 21 đồng vậy đó. Cái này để cái Zano lên đẩy đi. Đúng rồi, đúng rồi. Đổ, để cái gì nặng đó ha. Cái này nặng, cái kia thì không để nặng được. Cái kia thì là mình đẩy mấy cái nhẹ nhẹ thôi, vừa thôi. Cái này là đẩy nặng được nè. Mà cái dây đó là mình mua hả? Cái dây này mình mua mình kéo hả? Dây này anh lấy ở bên cho đang đem qua. Sẵn tiện ghê. Ra ngoài cái phòng ngủ rồi. Phòng mình ngủ ngon lành. Tám qua mà tám đạp gì mà tám được có ha. Bà tám đâu làm gì đâu. Sao khi cái nệm như trước. Ủa có giường không hả? Có chứ. Có đem giường qua. Ủa nếu vậy phải đem giường qua gắn trước xong mới đem nệm vô. Vậy bây giờ kêu cái có sẵn cái đó đúng chứ tối luôn á. Cái anh này anh ráp giường, ráp ráp ghế này kia anh làm được hết luôn á. Đúng rồi, ai có muốn thì mướn ảnh thôi á. Rồi mà có một cái ảnh bị câm á, nhưng mà ảnh mạnh khỏe lắm. Ảnh mạnh khỏe lắm, ảnh không có nói được nhưng mà
mình ra dấu là ảnh biết hết á. Thì ảnh ráp được tủ, bàn, ghế, ảnh ráp được hết. Nãy ảnh ráp mấy cái ghế cho dì Thao nè. Rồi bây giờ là cho ảnh ráp giường đi. Xong rồi khiên cái nệm vô. Cái giường ngủ cho nó sướng trước đi rồi tính sao. Rồi hồi đó ở Việt Nam á, dọn nhà là có nguyên một cái đội hình ra tới thì ở đây cũng có vậy thôi. Ủa vậy hả? Đây có chứ, nhưng mà rất là mắc. Ha, nhớ rồi, có một cái xe kêu bằng buôn mua ở nhà nữa. Có chứ, ở đây nhớ ở đây. Tại vì mình muốn tiết kiệm thôi, mình muốn làm cho vui thôi. Nhớ mà. Ở đây có lúc mà dọn nhà có mướn ấy, mấy cái người dọn nhà. Trời ơi, luôn. Có chứ. Ở Việt Nam cũng có mà ở đây cũng có mà. Nó làm từ nó làm 8 tiếng hồ mà có 850 thôi. 850 thôi. Có luôn, có hỏi rồi. Cũng rẻ chứ không có mắc đâu. Tại Trang nó mua nhà. Trang nó cũng chuyển nhà lắm á, rồi nó cũng mướn mấy người đó. Thôi con lấy cái này nữa cũng được. Quay qua đây nè. Đó, cái két nè, nó ngồi nó phụ nè. Con lấy cái đó, con đó cũng được. Đồ xấu quá. Mẹ có đồ lót đó chứ. Két làm gì vậy két? Lao. Lao. Nè, đồ cái trong thùng. Thôi rửa luôn cho. Trong thùng lấy ra. Lót lấy ra. Tám tính vô phụ mà thấy đông người phụ quá. Thôi tám ngồi đây tám tám. Nó lấy két nó phụ. Ừ, nó có biết gì đâu mà nó phụ trời. Nó không biết gì đâu phụ. Nó có biết gì đâu phụ. Két cũng đâu biết gì đâu. Where? Trời, cũng may á là Thao không có dọn mà mướn trên lầu á. Trời ơi, trên lầu chết luôn. Nhớ cái đợt mình ở khó. Không, cái lúc mà mình chọn á, mình chọn ở dưới thì thường á là mình không có nghĩ là mình sẽ mua đồ mệt mà mình nghĩ ba má. Đó, trời ơi. Chứ bình thường có lúc trước á, mướn nhà cũng vậy đó, đâu có nghĩ là dùng đồ đạc đâu. Mình cứ nghĩ thôi kệ, ở lầu cũng đâu sao. Tới lúc mình ở rồi mới thấy nha. Ôi đất cười đó, két két nhớ không két. Mẹ với két đi mua nước á. Thiên lên. Đuối đuối luôn. Thường á là những cái nhà mà ở dưới vậy nè, nó mắc hơn là ở trên. À đúng rồi. Tại vì ai cũng muốn ở dưới. Đúng rồi, ai cũng muốn ở dưới. Lúc đó hình như lúc đó mướn á là không có luôn á. Hết sạch luôn. À, rồi, không có nhà ở dưới để trống cho mình mướn đó. Thao hơn á. Ta hơn là có cái nhà ở dưới á. Thôi người ta mướn hết rồi. Lấy đâu mình mướn. Bây giờ mấy cái tập lên mà gần khu xa thôi. Ta không còn cái ở dưới nhà nữa đâu, ta mướn hết rồi. Có người ta mướn năm này qua năm nọ, ta ở hoài, ta đâu có đi. Ta ở hoài luôn á. Có người tắm, có người bạn cũng gì ở Bạc Minh á, ở đó mấy biết bao nhiêu năm luôn, có chục có chập mười mấy năm. Người ta không có thích mua nhà, ta tính muốn ở thôi. Nhưng mà dù sao mua nhà thì cái nhà nó rộng rãi, có chỗ hơn, còn mướn nó nhỏ. Mướn là bất cực chẳng đã thôi. Ừ, cực chẳng đã mới mướn thôi. Chắc Thao phải ở đây cả năm mới mua được nhà thôi. Thì mình cứ sọt mình thấy nhà nào được thì mình phải chụp á. Đúng không? Đúng rồi. Chứ mình cũng không có biết là. Nhưng mà nhà mua cũng phải có duyên. Có duyên á. Nhiều khi có căn nhà nhỏ, có những căn nhà mà nó đợi mình đến. Đúng rồi, nó chờ mình. Nó đợi mình rõ ràng á. Nhà của mình là nó là cái nhà của mình đó. Các bạn, các bạn. Thao có cái này đẹp nè các bạn. Bây giờ dục thì uổng quá. Bây giờ chị Thao nói là có ai muốn lấy thì cho. Ai muốn cần cái này là đựng nữ trang, đựng đồ nè. Có 7 cái á. Có 7 cái hả? Ờ, có hộp rồi luôn á thôi. Có hộp sẵn luôn nè. Có hộp bỏ đây nè, đó. Ai mà có người yêu á mà mua gì nhẫn hả? Cái này, cái này. Dây chuyền hay là cái gì mà tặng cho người yêu á. Dây chuyền hay là gì tặng cho người yêu á. Thì xong bỏ vô đây nè. Tặng. Đẹp quá trời nè mà bỏ uổng quá. Ai cần á thì gọi cho Tám nha. Lấy Tám lấy nha. Má vô nằm bên này. Má vô nằm khỏe chứ ha. Thôi má vô nằm vậy khỏe chứ. Giờ tưởng tượng về luôn vui.
Or but we could put it in here. Yeah, I think nhiều người phụ nó cũng rối lắm. Cause we need those. Ngồi lên 8 người vui thôi chứ phụ nhiều người quá. Yeah, I know. Nó rối. Hai cái này không biết. Con nhớ nha. Con có dùng đâu. Phải. Đâu là lâu làm mà. Nhớ bữa nào mà nhà mà mình dọn nhà con phải biết cách dọn nha. À. Wait, so I think you just take this out. Không, giống nhau, bữa nào con phải dọn tập dọn nhà trước đi, bữa nào mẹ dọn nhà con dọn nha, dọn tập trước con sợ luôn. Không, thấy cái này là để cái bịch gia vị đây nè. Ừ, cái nào không bao giờ xài dục hết đi. Được không? Ở bên kia. Đó, cái thùng này là thùng thùng rác đó hả Thao? Để ly mà ít xài, không. Ly mình hay xài lắm. Còn cái chỗ này mà để những cái đồ mà lâu lâu mình mới dây lấy rồi, tại mình không có leo lên đó được. À, bỏ giấy trong cái thùng này luôn nha. Cho tụi nó đi về tao. Ừ. Đi đi. Thùng đó là thùng gì vậy? Một cái thùng ly nè. Ừ. Giấy vô đây hết đi. Rồi cái cốt nhỏ. Cái thùng mà dục đồ. Đây. Nè, mấy cái ly này nè. Dục. Dục luôn hả? Ủa? Cái đó mình lấy ra sao? Thấy ở dưới đó. Dục đó. Dục đó. Bỏ vô một cái thùng thực dục. Mấy cái ly này dục luôn mà nhỏ xíu. Mấy cái thùng này nè thôi. Trời ơi. Nó rất là tiện dành cho những anh chị em mình qua mà muốn mua đồ xíu phút đem về á. Đi chạy đi tìm mua cái gia vị không có luôn á. Này dục luôn mà. Để thôi. Trời lấy cái rượu mà dùng cái rượu đó. Nè thôi. Cho nên về nhà kho thơ để đi thì chị em mình qua rồi. Yes, that's the answer. So much bun and gravy. Có cái này muốn thì mắc chứ không? Thì đem lát đem về bỏ vô kho. Đem về bỏ kho nè. Rồi cái này là rác nè. Cái này là đem coi lại thật kỹ. Cái nào con không mặc con phải cho hết. Ủa được nhất luôn hả? Ủa ngon. Ừ. Trời ơi, đã dữ vậy ha. Làm quá trời luôn, vô ngủ vậy hả? Giờ ra làm bù nha. Ôi má ra làm bù nha. Giờ má yên cho con coi cái ghế này ra kia đi. Đâu? Đâu? Mệt quá. Trời, má vô nó mới ngồi lại đi. Má vô nó mới ngồi, má cầm cái đờn, má đờn đi. Trời ơi, dục á, ăn dục rồi, không dục hết rồi. Không, cái này cũ rồi má. Bên kia dục quá đây, ngoài kia. Bên kia, thao nó bên kia không có thời gian, cho nên cứ dục vô trong cái container đó. Bây giờ nhìn qua đây sạn cái dục rồi. Không cũng ít lắm, dục ít lắm trong nhiều đó. Cũng có nhiều đâu. Không, cái thùng này mắc lắm mà. Hồi xưa con qua đây, con muốn đem seafood về, con tìm mấy cái thùng này con mua không có. Làm gì? Bây giờ con đem qua đây để có ai mà chị em mình mà muốn mua xin thuốc đem về thì có thùng. Ừ, 2 giờ sáng. Thế có tụi ngủ rồi mấy giờ ngủ? 2 mấy con ngồi? 2 sao? 2 giờ mới thấy nó còn ngồi. Ngồi làm gì? Ừ, đi. Kệ đi. Trui không thôi. 7 giờ sáng. Không phải ngủ thôi. 7 giờ sáng. 2. Ừ. 2 giờ. Ôi, tại vì bình thường á edit buổi sáng á, buổi tối nó mới yên. Ban ngày không có edit được nè, ban ngày vậy là phải đi đây đi đó rồi người này gọi người kia gọi. Bây giờ edit giờ nào phải edit giờ khuya, thức khuya mà dậy nó cũng không mệt tại có stem cell uống. Thức khuya mà dậy sớm cũng có mệt, có khi 9 giờ dậy cũng thấy mệt vậy đó. Hay lắm. Khuya cỡ nào mà mình sáng mình dậy mình cũng không biết thấy mệt. Cho nên các bạn hay gọi cho 8 buổi sáng mà Tánh dậy trễ là vậy á. Tại vì nhiều lúc tối thức khuya để edit.
ban ngày đâu có edit được, buổi tối edit là yên tĩnh nhất. Đặt máy bên này sáng hơn là nãy đặt máy bên kia tôi thui à. Ngược sáng á. Máy bên này nhìn sáng hơn. Đó, ừ, lấy theo cái đó. Mình gối vô kìa Thao, để đâu kìa, nói ảnh kìa. Má, Tết á, mình làm bánh chưng. Mình có bánh chưng rồi. Dạ, anh để đó đi em. Trời ơi, đã quá đúng mình, rồi mình nhớ là... Tết Thao là bánh chưng ngon lắm. Ôi vậy Tết này làm bánh chưng được đó Thao. Bày ra dưới đất ha, ngồi trời ơi, mình lo lá. Ôi ơi, một cái đèn cày này đi làm phép đi. Xong rồi nè, cái đèn cày nhỏ nhỏ đó. Đó rồi. Làm phép chưa? Rồi. Ừ, làm phép sạch. Cái này để trong nhà nè. Thao cũng đi làm phép đèn cày rồi nè, để cái ngày mà Chúa tới là mình phải thắp lên đó Thao. Rồi, cái này dụng này tìm một cái chỗ bỏ chung với cái này luôn. Ở dưới đây hai cái lẩu luôn. Hai lẩu. Lẩu nào bỏ rồi để lên trước đi ha. Đấy, đổ nước cho má. Đang cười mà uống nước. Thôi cái này bị bỏ vô đây. Bỏ xuống. Đó. Rồi mới ngồi đó đi, mới làm cái gì. Mới xịt rừng mất, cứ ngồi đó đi. Mới đừng có làm. Kéo ăn đi dục cái đó luôn. Thi là may áo tặng má. Đây là Thi hả? Áo của Thi mua tặng à, may á hả? May á, Thi tặng Chu. May á. Giỏi gì? Trời ơi. Đẹp dữ ta. Đẹp ha. Mặc thử không? Ừ. Đây mặc thử đi. Rồi hai cái màu đẹp quá ha. Mùa hè mặc dễ thương nha má. Tươi quá. Tươi quá. Nó không biết may mà nên mày mày mới dài. Sao cái cổ rộng dữ vậy? Rộng quá ha. Tại vì má phải cởi áo trong ra má mới thử má mới đẹp cái này được. Cái sau cái này trước. Cái chỉnh cái này sau cái này trước không? Phải cởi cái áo trong ra chứ má mặc chồng vô rồi sao thấy đẹp được. Cởi tiếng được. Cái này cũng có một cái. Mặc được. Đây. Phải thử hết mới được. Tèn 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 tèn. Cái cổ cũng rộng luôn. Kệ em sao đâu, cổ rộng cũng được. Quay qua đây cho anh Thi nó coi. Cũng được. Đẹp. Vì cái cổ hơi rộng thôi. À, chỉ vì cái cổ thôi. Nhưng mà không sao đâu, mặc ở nhà cổ rộng rộng cho nó thoải mái. Nhà má ha. Nhà nha. Đúng không? Quá đẹp rồi đó. Đẹp rồi, giải đẹp quá trời nè. Cái bảng này xịn ha. Bảng này nó. Đẹp không? Tèn 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 tèn. Má dụ sexy. Ủa mà em Thi may đồ hồi nào? Biết may đồ hồi nào? Nào nữa. Từ cái lúc mà chị Linh cho vải cái là nó lên rồi nó tự nó mua máy may vậy nó may hả? Nó có má mua má mua cái máy may đi con may đồ cho má mặc. Nó may khẩu trang mấy chục cái, mấy trăm. Ủa cái. Ủa vậy hả? Nó đi tặng ta đó. Ồ. Nó tặng
làm từ thiện á, mấy khẩu trang đẹp lắm á. Cái cổ cũng rộng luôn, kệ em sao đâu, cổ rộng cũng được. Chết quá. Nhưng mà không sao đâu, mặc ở nhà cổ rộng rộng cho nó thoải mái. Nhà má ha, nhà nha. Đúng không? Quá đẹp rồi đó. Đẹp rồi, giải đẹp quá trời nè. Giờ mệt rồi, bây giờ phải đi về, về nhà. Thao với anh Thiện về nhà tám ăn Hoành Thánh má nấu nghe. Má nấu mì Hoành Thánh của ông muốn cho á, ông muốn cho má Hoành Thánh đó nha. Ừ. Rồi bye bye đi. Bye bye các con. Áo Thi mặc đẹp không? Rồi cảm ơn Thi luôn đi. Đẹp. Rồi có gì con gọi điện thoại cho cảm ơn Thi sau. Bây giờ cảm ơn Thi trong này trước đi. À. Đeo cái cổ hơi rộng thôi chứ đẹp rồi. Kề mặt trong nhà không sao? Kề mặt trong nhà, cổ rộng rộng cũng đâu sao. Đúng rồi. Ha. Mặt trong nhà rồi phát này vô tiếp ha. Mặt áo này hoài luôn. Bye bye Thao, bye bye mọi người cái clip này luôn đi. Bye mọi người nha. Cảm ơn các bạn đã xem clip bye này của Tâm nha. Ai muốn mua cái ly gọi Thao hỏi thăm kinh nghiệm. Có chị kia chị nói chị ở Cali xong rồi ở 12 năm luôn á. Xong rồi không để dành tiền được, xong về North Carolina ở mới 6 năm mà mở tiệm nè, rồi mua nhà, mua cửa, nói chung là cuộc sống rất là thoải mái. Chị nói là chị chia sẻ vậy đó. Vậy rồi cho nên nói chung là mọi người ở đâu cũng được ha. Cho nên không phải là chị nói chị ở Cali xong rồi dọn qua North Carolina. Còn trong khi Thao thì ở North Carolina dọn qua đây. Thì đó thì mỗi người một mỗi người mỗi cảnh sao. Ở đâu cũng vậy, ở đâu quen đó cũng thích thôi. Ở đâu cũng ở đâu thấy thoải mái dễ là được rồi. Đó. Cho nên không có cần gì nhiều. Bye bye Thao. Bye. Bye bye. Đây là Facebook và số điện thoại liên lạc của bà Tám Căn Thơ. Nếu các bạn nào có gì thắc mắc thì hãy liên lạc với Căn Thơ nhé. Rất hân hạnh được tiếp đón tất cả các bạn. Thank you. Bye bye.